Chúc mừng sinh nhật công chúa của bố. Con chào bố. Ơ kìa. Đó. Thôi mà, hôm nay là sinh nhật rồi, xí xóa cho bố nhá. Nhá. Đó. Ai vậy con? Còn ai ở đây nữa? Hoành tráng quá nhỉ. Đúng là sinh nhật người quan trọng có khác. Đương nhiên. Hai mẹ con đã xong chưa? Anh giúp em. Thôi không tiện. Sao vậy? Anh sợ vợ mới của anh ghen hả? Em thấy như vậy là anh hơi bị rập rồi. Có cái gì đâu. Cho quái giúp em. Thôi em vào thay cái khác tử tế hơn đi. Không giúp thì thôi. Làm gì mà khó dữ vậy. À mà nè, em thấy đợt này á, anh hơi lạ nha. Thường xuyên qua đây á, không sợ vợ mới của anh á, nó ghen hả? Bố đến bao giờ đấy ạ? Này, bố vừa nhìn thấy một đứa rất giống con Giang. Tại sao nó lại ở đây? Này, không phải nó đấy chứ. Không phải đâu bố ạ. Có thật không? Thì bố thử nghĩ xem, con làm gì còn mặt mũi nào để gặp lại cô ấy nữa. Thế thì tốt. Thôi, con đang có việc gấp phải đi. Có gì gọi bố sau nhá. Con đi đây. Em không đi được đâu. Em không sắp xếp được công việc. Sao lần trước vợ nói với chồng là chồng cứ chủ động đi, có gì vợ theo chồng cơ mà. Lúc trước là thế, bây giờ khác rồi. Thế cơ quan của vợ không có ai thay vợ được vài ngày à? Không. Vợ, vì công việc mà vợ sẵn sàng hủy cả chuyến đi nghỉ ý nghĩa của vợ chồng mình. Mình đã từng hủy rất nhiều chuyến rồi, thêm một chuyến nữa có sao đâu. Nhưng mà lần trước là khác, là do khách quan. Còn lần này hoàn toàn là ở vợ mà. Vấn đề là vợ có muốn hay không thôi. Việc liên quan đến vợ cũ hoặc con gái của anh ấy thì nó rất quan trọng. Nhưng liên quan đến công việc sự nghiệp của em thì chẳng có gì là quan trọng cả, đúng không? Anh là một người đàn ông lớn tuổi, đã từng có một đời vợ. Nhưng anh hứa, anh sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bảo sao mà vội vã đòi ra Hà Nội? Tình cũ không rủ cũng tới à? Là em chấp nhận cái mối quan hệ của anh với gia đình cũ, nhưng em không chấp nhận được cái thái độ của anh. Điều đó có nghĩa là sức ảnh hưởng của em vẫn còn. Anh đang có chuyện muốn nói với em. Giữa chúng ta không có điều gì để nói cả. Có khi nó cố tình gây chuyện. Cả bố và mẹ con đều đang bận lo cho người khác mà. Có ai dạy con đâu mà con chả hỗn ạ? Ôi trời, này, thế không ai dạy con bé à? Mẹ,